giác linh thầy, kính lạy giác linh thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi như một hành tinh lạc, thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác. Thầy đi mang theo cả tình đạo vì thân yêu, ngôi già làm con nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một đời, chúng con buồn quay quắt, ngăn ngân lệ đầy vơi, ngăn ngân lệ đầy vơi. Kính lạy giác linh thầy, kính lạy giác linh thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi nhưng tình thầy vẫn đây, một tình đạo bao la như ánh dương ngời xa. Đàn em thơ trẻ đến cụ già tuyết thương, mang mang niềm thương nhớ đi đậm hình bóng thầy. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một đời, chúng con buồn quay quắt, ngăn ngân lệ đầy vơi, ngăn ngân lệ đầy vơi. Kính lạy giác linh thầy, kính lạy giác Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ. Cáo phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin. Ni trưởng Thích Đàm Nhương, thế danh Nguyễn Thị Trừng, sinh năm 1926 tại thôn Trà Dương, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Chủ trì chùa Châu Luân, thôn Khả Lang, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Do niên cao, nạp trưởng, ni trưởng đã thu thần viên tịch vào hồi 19 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 15 tháng 2 năm Ất Mùi, tại chùa Châu Luân, thôn Khả Lang, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trụ thế 90 năm, hạ lạp 60 năm. Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 13 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 16 tháng 2 năm Ất Mùi. Kim quan ni trưởng
được tôn chí tại chùa Châu Luân, thôn Khả Lang, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Lễ viếng bắt đầu vào hồi 14 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 16 tháng 2 năm Ất Mùi. Lễ truy niệm và cung tống kim quan được cử hành vào hồi 14 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 17 tháng 2 năm Ất Mùi, và nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Châu Luân. Này cáo phó, thay mặt Ban Chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ cùng môn đồ Pháp Quyến, trưởng Ban Chỉ sự, trưởng Ban Tang lễ Đại Đức Thích Thanh Mẫn, bao năm qua rồi lòng con luôn như người thầy kính yêu, công ơn người nguyện khắc trong tim để nhớ muôn đời. Bao năm qua rồi lòng con luôn như người thầy kính yêu, công ơn người nguyện khắc trong tim để nhớ.
dần rồi như bóng hình thầy khẽ gọi, con chân thấy lòng thương nhớ thầy nhiều thầy ơi. Tháng năm bên thầy con thấy đời mình lạc an, nương thầy học tu theo pháp màu thầy trao truyền, tham sân dứt trừ hòa trí tuệ càng tỏa hơn. Rồi soi tâm nguyện hoàng dương con quyết hành trì theo thầy, bậc ân sư muôn đời soi sáng cả miền trần gian. Tâm nguyện hoàng dương con quyết hành trì theo thầy, bậc ân sư muôn đời soi sáng cả miền trần gian. Thời giờ này, ban tổ chức tấm văn thành kính cung thỉnh chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni từ bi hoan hỷ, thính tích quang lâm đạo tràng, dường lễ nhập kim quan. Ở giờ này chúng con nhận thấy thượng tọa chứng minh cùng chư tôn thỉnh đức tăng đã quang lâm sát linh đường, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa cùng chư tôn thỉnh đức an tọa. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn thỉnh đức ni cùng quý bậc Ca Mâu Ni Phật. Mà giờ này quý hòa thượng, chư Phật tọa đại đức tăng ni đã kể từ trước thiền sàng của cố ni trưởng, thì pháp giới chủ và con cháu thân quyến của cố ni trưởng chúng ta sẽ tuân tập trước thiền sàng để làm lễ. Và chư tăng là đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính thay bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng trong ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Thị, cùng chư tôn đức tăng ni chủ trì các chùa từ viện trong và ngoài tỉnh, hàng môn nào pháp luyến chùa Châu Ân, thôn Khả Lan, xã Quỳnh Trụ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, chúng con hôm nay có vinh dự đầu hành đảnh lễ, xin dâng lời các bạch. Trong ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình trong và ngoài tỉnh, hôm nay do cao niên lập trưởng thi trưởng an nhân thâu thần chỉ định, thời giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Thanh Định, đại đức Thích Thanh Nghĩa, đại đức Thích Thanh Mẫn cùng chư tôn để đức tăng từ bi hoan hỷ niêm hương bạch Phật khai kinh và hành lễ thành phục ngày hôm nay. Chỉ tỷ kiến nhi phần tịch ai pháp đi trả, thì phần bách niên hoàng đạo chi tâm nhập niết độ bản chi cảnh, hướng bằng đại chúng tu trở giác
linh nhất tâm niệm Phật Quan Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng chiếu về một tiền hoàng hương hoa hồng yên hình ngài thành ngọc bảo quốc chiến quần giai công bổ nhất thiết khổ ách tam mùi hòa biến chiêu quang minh xa tưởng lai sân dương thân hiểu tư trở vãng sinh cố đắc minh đi nguyện tuệ kính phân đi chân phong tán tán bồ đề viên vi khai phu giác lý chi hoa phát tinh hải trung đáng điều tâm trần chi tố trả khuyến tán tán niệm hương nhiệt nhất nô phụng vân tình hòa nam thánh chúng pháp tử hiện hồi lên an nhị toàn địa phật quân thành kính cung thỉnh thượng tọa chứng minh cùng chư thân hình hiện nhất tăng ni an tọa mời các phật tử đồng an tọa. Con thượng tọa Đức Tăng Ni, kính thưa tất cả toàn thể các quý vị cùng con cháu, bây giờ chính thức là chúng ta làm lễ nhập viện an quang để cầu siêu, cầu nguyện cho các giác lên liên trưởng tất cả nhân dự liệu trên phiên cần sớm được vãng sinh lên Phật Quốc. Khóa lễ nghi thức như sau: lễ tam bảo tam tái sám hối vô hương cùng đại bi Phật chú Kinh Nga Di Đà bát ra nhã đệ tử Lăng Nghiêm niệm Phật tứ thánh hiệu hồi hướng phát nguyện ra từ phim và đem công đức như trên là đã hồi hướng xin chư tăng Phật tất cho Nam Mô A Di Đà Phật. Sám hối văn thế sơ thảo chương
Phá thân cấu chân đề thân chúa về đủ ký tôn
thần từ bi thì tha hồ nam mô tát đa lâu tham nhờ tham bồ đà công thần đà sa bà ha thánh cô lượng tòa quyết định quan minh vương đà la ni a nài ma ba bát ma đế a ba na mật đà ma yêu hỷ a na tô thân đê thượng thân đàm niệm đà la đề tha đà la niệm đà la la đế na ta 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 ni ba na tu ta ni ba ni đà la la đê niệm niệm lai ta ma ngộ niệm đê tha la la tuy thật đê la đại ta ba ni ba ni na tu tu quan định đề đề thay cha lũ lũ hệ tư quy lá là ta na ta ra ta ta đề ta 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 đề nam địa bát bồ đề ta ta địa ta đề sai đề đề sai đề đề sai sa nam mô đề đề ta ba tham liên giảm chân tôn cầu ma hạnh đề ya là ta là di đà phật a 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 di đà Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Tưởng ai ca đề từ chúng đang phúc không kinh chú đại thừa Phật nê Phật niệm Phật niệm Phật niệm hồng danh Bồ Tát chuyên vị thế độ Phật niệm ma ni bồ ngô Pháp Quý Thích Đàm Dương hiệu chuyên cần Nhắc Ninh đến giờ phút này được học phần viên mãn. Cung thỉnh quý thầy, quý đại đức,
quy vu phương trượng chứng nước, chúng ta tiến hành vào làm lễ viếng cung thỉnh hòa thượng. Phó trưởng ban của hoan hỷ lưu túc lại hòa thượng bố thí phát tang cho pháp giới tử và môn đồ pháp quyến và nhân dân địa phương chúng con. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh ai là Phật. Tổ tứ chúng tăng già đất tâm nguyện trì thập phương tam bảo lịch đại chư vị Bồ Tát đức, nguyện là thành phong thế sung dung các lòng nhập môn đồ thì hư tinh hải. Pháp tử pháp tôn dễ tuân tập về trước giác linh đường, dâng nén tâm hương tùy nguyện cho giác linh ca đăng Phật quốc. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Thanh Định, đại đức Thích Thanh Mẫn, đại đức Thích Thanh Nguyên nêu hương mạch Phật và dâng hương lên giác linh Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư tôn thượng tọa đại đức tăng ni ban trị sự Phật giáo huyện Quỳnh Phụ cùng sư tôn đức tăng ni thập phương tăng đà. Kính thưa đoàn thể, các sứ vị và nhiều đại diện cho đảng chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc, các cấp các ngành của xã địa phương nhà cũng như toàn thể con quẩy dép về đây tán sinh tình độ, đó là một nỗi buồn để cầu nguyện cho giác linh sớm được cao đăng nơi Phật quốc, giáo ta bà hóa độ chúng sinh. Thời giờ này chư tôn đức tăng ni đã được trang nghiêm hành kính trước tôn tượng Di Đà Quan Âm Thế Chí và di ảnh của giác linh. Tất cả chúng ta hãy trang nghiêm để cùng hướng về Đức Phật A Di Đà cầu nguyện ngài phóng quang tiếp dẫn, để xin được cầu nguyện cho giác minh. Giới ơn đỉnh ơn đó khỏe quý vị Phật tử và quý vị lãnh đạo địa phương, chúng ta một phút trật tự chi quán để cầu nguyện giác linh Nam Mô A Di Đà Phật. Một phút trật tự chi quán đã trôi qua, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúng tôi làm
lễ để cầu nguyện các linh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đạo Tràng Bát Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thiên chư thần hưng để đức tăng ni trên nhiều liên quan các linh nghi trưởng Thích Đàm Hương. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.